Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series Minecraft trong phần chơi Minecraft và Monster. Và ở tập trước đó các bạn thì mình đã đột nhập vô trong được một cái ngôi làng và mình đã đánh cắp được một cái bộ giáp của anh dân làng chiến binh rất là xịn. Trong đó có cái nón Nether Dick này các bạn. Đó, rất là ngon luôn. Và trong thời gian giữa hai tập thì mình đã đi lanh quanh ngôi làng đó. Mình phát hiện ra ở phía bên đây của ngôi làng này các bạn, nó có những cái con động vật giống y hệt với mấy con khủng long á, nhìn nó rất là cute luôn các bạn. Mà mình không biết là nó có bắt được hay không nữa. Cho nên bây giờ thì mình sẽ qua phía bên đây cho các bạn cùng xem luôn nha. Đây, ở phía bên đây nè các bạn. Đó, nhìn xa xa đằng kia, đó nó có những cái con màu hồng hồng đó các bạn. Nó nhìn nó y như con khủng long á, nhìn nó rất là cute luôn. Nhưng mà mình lại gần á là nó sẽ tấn công nha. Mình không biết là cái con này nè các bạn. Đó, cái con này có tem được hay không nha. Bạn nào biết cái cách ta tem được cái con này hoặc là có tem được hay không á thì có thể bình luận phía bên dưới cho mình biết nha. Nếu mà được các bạn, sau này á mình có vật phẩm á thì mình sẽ tem nó luôn. Còn không tem được thì chịu thôi. Và nó phát hiện ra mình rồi các bạn, cho nên là mình sẽ chạy nhanh nhanh một chút. Chạy vào trong á. Ai da, thôi siêu mình rồi. Mỗi lần bị phát hiện là nó sẽ tấn công mình dữ lắm. Và mình sẽ phải đưa cái khiên lên đỡ. Và nó sẽ dội ra phía bên ngoài. Cái con này thì máu của nó ít lắm, cho nên là khi tấn công mình á thì nó sẽ bị sát thương và nó sẽ tự chết thôi. Mình không cần đánh nó cũng chết nè. Nó hổ báo nhưng mà nó yếu. Nó đánh mình cái nó chết. Và đây là cái con Slam. Con Slam thì tự chết luôn. Và đồ của mình trên người nhiều quá rồi các bạn. Cho nên bây giờ thì mình sẽ tìm một cái căn nhà nào đó có cái giường á, để mình cất tạm đồ của mình vô nha. Rồi sau đó thì mình sẽ đi khám phá tiếp xung quanh của ngôi làng luôn. Và trong cái căn nhà này thì không có cái giường rồi. Chắc là mình sẽ phải bỏ đồ phía bên đây thôi. Đó, trong này có cái giường nè. Mình xếp đồ lên cái bỏ hết vô trong này. Và đây là những con tinh tinh ở lần trước mình phát hiện ra nó nè các bạn. Thì các bạn nói á là tìm chuối cho nó ăn á thì nó sẽ trở thành bạn của mình. Nhưng mà mình thì chưa có chuối, cho nên là thôi. Mấy con ở phía bên kia thì hẹn gặp lại nha. Còn bây giờ thì mình đi qua phía bên đây để mình khám phá ở trong cái khu rừng này luôn. Ở trong cái khu rừng này thì mình nhìn thấy trên bản đồ đó các bạn. Lũi ở trong khu rừng này mình thấy ở phía bên kia nó có sa mạc. Các bạn nói ở tập trước á thì qua bên sa mạc mình có thể tìm thấy được những cái con như là mấy cái con rồng sấm đó các bạn, rồng sấm sét á. Cho nên qua phía bên đây để mình khám phá luôn xem coi có không nha. Và qua phía bên đây thì mình thấy có cái ống máu gì nè. Nó hiện ở phía bên trên và trời sắp sửa tối rồi hả. Và có con rắn ở trong thôi. Và bên đây thì có rất là nhiều khỉ luôn. Và bên đây là khu vực sa mạc nè. Mình thấy cái ống máu của một con boss hình như là cái con sư tử thì phải. Sư tử thì không biết ở đâu đây nhưng mà bây giờ thì ở đây trời tối thui rồi. Mình sẽ tranh thủ đặt cái giường ra luôn nha. Anh quá, mình có đem theo cái giường và đi ngủ một cái cho nó sell cái điểm hồi sinh của mình lại. Mình sẽ đi xung quanh đây tìm xem cái con sư tử nó ở đâu. Sư tử này chắc là sư tử ở trên sa mạc rồi. Mình sẽ lấy lại cái giường cái. Rồi đi thôi. Phía bên đây thì mình thấy hình như là có cái giếng nước thì phải. Ở đây thì có mấy cây gì nè. Trong phần chơi này có rất là nhiều thứ để khám phá luôn á. Cái này hình như để trồng rồi, hạt giống của nó nè. Rồi để trồng xuống rồi. Trồng hết xuống luôn đi. Còn cái cây này hình như là ăn được. Để ăn được nè. Ăn được cho mình thêm cái hiệu ứng gì nữa nè. Ở phía bên đây thì có đây rồi đây các bạn, đây rồi, à con sư tử ở đây rồi. Mình sẽ nhanh tay đặt cái giường ra nha. Rồi ok, sell điểm waypoint lại là ok rồi. Ồ dính đi qua cho mình cái giếng nước mình thấy. À núp. Ồ đúng rồi, mình sẽ chạy vòng vòng ở đây để dụ nó. Mình thấy nó có vẻ nguy hiểm lắm. À nó dính vào cái cây rồi các bạn. À nó dính vào mấy, cho nó dính vào trong cái bụi cây này nó sẽ bị mất máu và nó sẽ bị tuột máu xuống kìa. Ngon luôn. Và đứng đây chờ đợi thôi. Núp ở cái cây này mình mình sẽ chờ đợi nó nha. Đó đó, cứ lách qua lách lại thôi là được. Ở trên thì có con chim ha. Còn luôn, và đây trong đây là cái hang của nó nè. Mình cứ để nó ở đó đi. Đây là cái hang, cái ổ của nó. Ủa, ổ của nó thì có đầu lâu nè. Ba cái đầu lâu ở trong mày và máu nghe tầm lum tầm la hết luôn. Và nó sắp sửa vô đây rồi. Đây đây đây, để ở phía bên này nha. Hồi xong rồi, nó dí theo mình rồi. Mình sẽ chơi với nó luôn đi, nó còn có nửa cây thôi. Đỡ một cái nè, chém nè, chém. Đó, được, đánh được, con này đánh được. Và đỡ. Ui, gì vậy? Mình mới leo lên trên lưng của con sư tử luôn. À, con sư tử này mình leo lên lưng được nó được. Đỡ một cái thì mình có thể nó đánh mình không sao hết nè. Đỡ mình thì tấn công bằng cái diều luôn. Và leo trên lưng của nó được. À, bấm chuột phải để leo trên lưng của nó được. Hình như cái con này có thể tem được hay sao đó các bạn. Mình leo lên trên lưng của nó mình thấy có cái độ đói với no nữa. À da, nó đánh mình hơi đuối. Chạy 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 ra phía bên ngoài ăn vô một cái. Làm ổ bánh mì vô cái nha. Rồi ở phía này luôn. Bây giờ thì cầm kiếm ra chơi nó nè. Chém. Cái kiếm có vẻ như đánh không có mạnh bằng cái rìu ha. Cái rìu vẫn ngon hơn và chém. Ok. Như vậy là cuối cùng nó cũng đã chết và hình như là mình lấy được cái răng của nó nè. Cái răng của nó nè, rồi có cái này nữa hả?
Ồ, cái này hình như là bộ da của nó các bạn, bộ da của nó cộng thêm giáp nè, và cộng thêm 50% cái gì đó, và cộng thêm ui có thêm cái option ở dưới nữa nè, cộng thêm giáp nè, rồi cộng thêm năm cái kháng nóc bách nữa hả? Wow xịn vậy. Và cái này à là cái nón các bạn, cái nón. Wow, bộ da sư tử có thể chùm lên trên đầu làm được cái nón nè. Và ở phía đằng sau của mình thì à, nguyên cái tấm da của nó các bạn phủ lên trên lưng của mình nè, nó không có hiệu ứng bay bay như giống cái áo tròn ha, nó nằm sát người của mình luôn. Đây, kiểu như khoác lên trên người á, vậy là thay thế cho cái nón nè. Cái này của mình cũng được, cái này của mình cũng có kháng nóc bách nè các bạn, nhưng mà không bằng cái này ngon hơn nha. Wow đã vậy, được dành sử dụng luôn, ngon lành luôn. Và ở phía bên đây thì mình thấy có một cái giếng nước, để mình qua mình khám phá thử xem coi cái giếng nước ở trong này nó có gì nhá. Và đây thì lấy cái dưa hấu ra để ăn từ từ vậy. Cái giường thì bây giờ có nên đem theo không? Chắc là lấy đem theo đi các bạn, lấy đem theo để tiếp tục đi phiêu lưu khám phá hết cái chỗ sa mạc này, thử xem coi có con rồng nào không nha. Đoạn dưới này thì chỉ là cái giếng nước thôi, chắc là không có gì dưới rồi. Bên đây có cây cột thôi, tự nhiên có cây cột dĩa lên phía bên trên này nhìn cũng lạ ha. Cái hơi gần cái con sư tử nó có hay sao á. Phía bên đây thì có những cái cục rơm bay bay thôi. Đi sâu vô phía bên trong sa mạc đó các bạn, thì mình phát hiện ra ở phía bên trong này nó có cái cô đền, và ui ở dưới có một cái bộ xương của con rồng kìa. Ngon vậy, nhưng mà không biết có gì nguy hiểm không, để mình vòng lên phía bên trên nha. Hình như mấy cái này là cái xương rồng thì phải. Đâu mình đập thử một cây nha. Cái này là xương rồng, đúng là xương rồng nè các bạn. Đập ra luôn, đem theo luôn. Sau này cần thì mình sẽ trồng luôn nha. Còn dưới này thì có bộ xương rồng. Ngon 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 ngon. Xuống phía bên dưới các bạn, mình xuống phía bên dưới, mình sẽ lấy xương rồng mang theo luôn. Xương rồng ở nhà mình có một cây thôi. Dưới này thì lấy cái bộ xương này chắc là sẽ có thêm được nhiều á. Nhưng mà muốn làm được kiếm thì cần phải kiếm thêm những cái xương đen nữa. Ở chỗ này là cái gì ha, nhìn nó bí ẩn lắm á. Ở dưới không biết là có gì hay không, nhưng mà nó có đường đi xuống phía bên dưới. Và phía bên đây thì mình thấy bên kia có ngọn núi hả. Bên đây có thêm cái công trình gì nữa nè. Và tìm đường xuống phía bên dưới thôi. Ở đây thì lại có thêm một cái nữa nè, không biết mấy cái này là có cái gì dưới hay không nữa, nhìn nó cũng bí ẩn lắm. Thôi nhưng mà qua phía đây để khám phá trước cái đã, mình sẽ lấy cái bộ xương rồng này luôn. Xương rồng này chắc là xương rồng cấp 3 rồi. Và lấy được không, lấy bằng tay không nha. Ok, lấy được cái đầu, và cái đầu này thì cấp 3 biết ngay mà. Con rồng này là rồng lửa ha, là rồng lửa cấp 3. Rồi bên trong này thì có căn nhà nè, mình sẽ vô trong căn nhà này để mình khám phá thử xem coi căn nhà này có cái gì đó trong này không. Và đây là con chim, một trong những con chim có khả năng tấn công những con rắn đó bạn, nó hổ báo lắm. Lần dưới mình có thấy nó tấn công con rắn một lần rồi. Ở trong này thì đi lên phía bên trên luôn. À đây rồi, có những cái đường nè. Wow đây rồi các bạn, kim cương đây rồi. Mình ở nhà có một viên nữa, vậy là ba viên, có thể làm được cái cuốc luôn á, hay là cái cuốc đá của mình cũng được. Và bên đây thì có đây rồi các bạn, một cái quần kim cương ngon lành luôn, có enchant sẵn luôn nữa, thay cho cái quần sắt của mình tuyệt vời luôn. Zip lại một cái nha, lấy hết vật liệu luôn đi, đem theo trên người của mình hết luôn. Thôi vậy là xong. Trên này thì được cái nhà này được xây dựng bằng những cái block thạch anh, cũng rất là sang trọng nè. Ở trên này là những cái block ở dưới địa ngục. Phía bên dưới này thì cũng không có gì ha. Căn nhà này thì lấy làm căn cứ cũng được đó các bạn, nhìn nó giống cái đền thờ. Nhưng mà ở khu vực này thì sa mạc nhìn nó xấu quá, nó không đẹp. Cho nên là sẽ qua phía đây để mình khám phá tiếp. Rồi mình sẽ tìm một cái chỗ rồi đó các bạn. Có một căn nhà sẵn, mình sẽ lấy căn nhà đó mình làm căn cứ của mình luôn, chỗ sinh sống tạm thời trong giai đoạn đầu này cái đã. Ở tập đầu tiên thì tấn công vô ngôi làng, nhưng mà mình không ưng ý với ngôi làng đó lắm, cho nên là đi tiếp. Phía bên đây thì chỉ có ngọn núi bình thường ha, một bên là đất và một bên là đất sét thì phải. Một bên là đất bình thường, một bên là đất sét. Còn cái này thì có vô trong được nè, đục ra lương vô trong cho nhanh. Và dưới này thì có gì nữa vậy, nó có hai lớp hả, lớp là như lớp cửa vậy ha. Bỏ trong này thì có sắt, đây rồi, lấy sắt luôn. Ui à, giấu đồ trong này, nó giấu đồ ở trong một cái mỏ á. Là lấy luôn mấy cái khối vàng luôn nha. Vậy là mình không cần quên nữa, cái này đâu có đủ để mà đào được đâu, mình sẽ làm luôn cho mình một cái cây cúp luôn đi, cây cúp bằng sắt luôn đi các bạn. Đây là cúp bằng sắt luôn nha. Còn cái cúp bằng đá thì dục xuống dưới luôn đi. Rồi mở ra, đây rồi, có thêm sắt nữa nè, ngon lành luôn các bạn, không cần phải đi mai luôn cũng sẽ có thêm sắt. Rồi có thêm vật liệu các kiểu, có thêm vàng nữa nè. Rồi bên đây thì bây giờ đào được cục vàng rồi, cho nên là sẽ đào đem theo luôn. Có than nữa nè, tranh thủ đào đây luôn. Và hình như là trời sắp sửa tối hay gì đó, mình thấy nó vàng vàng lên rồi đó, nó vàng vàng lên kiểu gì nó cũng sắp sửa tối. Và mình sẽ đặt cái giường ở đây để đi ngủ một cái đó, đi ngủ cho trời sáng cái ra phía bên ngoài để đi khám phá cho hết cái sa mạc này luôn.
xem có chỗ nào đó sinh sống không nha. Ở bên đây còn cục khang nữa cho nên là lấy luôn, đã lấy thì lấy cho hết. Dưới này thì chỉ có lava thôi, nguy hiểm lắm, cho nên là mình sẽ đi ra phía bên ngoài. Bên đó là căn nhà rồi đúng không? Phía bên kia thì chỉ có mấy con giống mấy con ruồi con ong gì đó. Và phía bên đây thì mình thấy có một cái đền gì nè, một cái tàn tích gì đó các bạn, đóng rong đóng rêu, cho nên là mình sẽ đi qua phía bên đây. Và phía bên đây thì mình thấy wow, có một cái con gì đó xuất hiện, ống máu của con gì nè. Ở phía bên trên mình thấy có căn nhà nữa kìa. À được nha, khoan đã, mình sẽ khám phá ở phía bên đây cái rồi mình sẽ lên phía bên trên đó để xem coi cái trên đó nó là cái gì nha. Thấy cũng ổn các bạn, có thể lấy trên đó làm căn cứ cũng được. Phía bên trên thì mình có thấy có lương nè, dưới này thì có cái hồ nước, không biết là cái công trình này nó mang ý nghĩa gì, nhưng mà có đồ thì cứ lấy thôi. Và những cái block linh tinh chắc là bỏ lại thôi. Rồi như vậy là xong. Dưới này thì có những cái cửa, à có thể đi vô trong này được nè. Và chỗ này thì phải đập ra mới vô được. Và chặt hết mấy cái tơ nhện này đi để đi vô trong này luôn. Phía bên dưới hình như có đường đi nữa. Phía bên đây thì có thêm cái cửa nữa nè, để mình vòng qua phía bên đây thử xem coi có gì bên đây nha. À, bên đây thì cũng có cát thôi. Cát này là cát, không phải cát nghiêng khói. Ở đây thì có, à có những cái rương nè các bạn đây. Wow, lại tiếp tục cái quần kim cương hả? Cái quần kim cương này có vẻ ngon hơn cái quần kim cương hồi nãy. À xếp lại cái lấy đồ ra nha. Quần kim cương này thì cái trên quần này thì rất là ngon hơn các bạn, cho nên là mình sẽ mặc cái quần này vô nha. Rồi phía bên đây thì chỉ có những cục đá thôi. Vậy là ở góc phía bên kia thế nào cũng có thêm đồ. Phát hiện ở phía bên đây thì chắc chắn là phía bên đây có thêm đó, biết ngay mà. Có hai cái đường ở phía bên đây liền các bạn. Ở trong này thì có vàng thôi ha. Có vàng và sôi lava nè. Bây giờ thì phải bỏ lại những cái vật liệu linh tinh ở đây rồi. Cái đầu rồng thì không biết là còn hay không đây. Cái này thì cất lại luôn đi. Rồi lấy cái sôi lava về nha. Phía bên đây thì có him nữa nè. Lấy về luôn rồi. Bỏ lại những cái đầu linh tinh ở đây thôi. Ở trong này thì chắc là như vậy là nó hết rồi đó. Mình sẽ lên phía bên trên để đi qua hướng phía bên kia luôn để khám phá. Đó, mình thấy cái căn nhà trên này hấp dẫn lắm. Nếu mà lên trên này được, thấy ổn đó các bạn. Mình sẽ sử dụng căn nhà trên đó luôn, mình làm căn cứ. Căn nhà này giống giống với căn nhà của dân tộc vậy đó các bạn. Có cái nóc rất là cao lên phía bên trên nè. Và ở ngoài này là biển rồi. Dưới này giống 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 một cái kim tự tháp quá vậy. Ở đây phải cái kim tự tháp không? Ủa, ấy da. Ủa, con rắn các bạn ơi. À, cái con này là cái con rắn. Đi gần đây hàng gì nó xuất hiện ra là phải. Cuối bên đây thì có mấy cái gì nữa nè. Có gì trong vậy ha? Cái đèn cho... À, chỗ để làm cái bình nước này nè. Không biết có ý nghĩa gì đây. Mình sẽ để ở phía bên ngoài đi, quan sát xung quanh xem coi có gì ổn không. Mình sẽ đặt cái giường ở đây để lưu điểm hồi sinh của mình lại. À cái cây kìa, cậy đi, mình sẽ tìm cách để tấn công con rắn ở trong này. Cái phải nãy mình phải làm một cái con đường để có thể đi lên đi xuống. Mình thì chưa có cái sẵn cho nên là đập bằng tay thôi. Rồi luôn, té xuống dưới luôn. Được được, đi lên được nha, đi lên được. À cố gắng đừng để mấy con nhện này nó làm cho mình bị dính độc. Rồi xong rồi, thôi xong rồi. Dòm đam luôn con rắn nha. Wow, con rắn nhìn mặt nó kìa, mắc cười quá. Nhưng mà được, lấy cái điều ra để chém á. Bổ nó cho nhanh nha. Bổ nó một cái đỡ. Hồi phục lại chém nó một phát nè. Chém một phát nè. Ui, con rắn này mình chơi được. Ngon lành luôn các bạn. À, đồ linh tinh trên người mình nhiều quá. Bỏ đồ bớt ở trong này nha. Bỏ đồ bớt ở trong này đi. Rồi, giờ trong này thì có đồ nữa nè. Có mấy con nhện trong này nữa hả? Xong hết rồi đúng không? Và mình lượm được một cái gọi là một cái túi. Cái túi này hình như là mở ra được đồ nè. À túi thì túi vàng, mở ra được vàng nè. Mở ra được đôi da vàng nữa nè. À, mở ra được mấy cái đồ linh tinh và vàng thôi. Da của rắn hay gì nè. Cái này thì có làm được gì không? À làm được bộ giáp luôn, kháng độc luôn nè. Nhưng mà cần phải có cái răng của nó hay gì nè. À, phần cần phải có cái răng của nó mới làm được. Răng của nó hình như là đánh nó xong mình không có may mắn có được. Trong này thì đồ linh tinh thôi. Mình sẽ lấy những cái món đồ cần thiết đem theo trên người của mình. Mình qua bên căn nhà luôn. Bên đây thì chắc là gửi tạm đồ ở đây đi. Nhiều quá rồi, đem đi cũng không hết nữa. Lấy thang theo nha. Rồi đầu rồng chắc là bỏ lại ở đây thôi. Dạ con nhện. À ở đây liên tục spawn ra mấy con nhện ha. Rồi thôi thôi đi lên phía bên trên thôi. Đồ mình sẽ bỏ lại ở đây thôi. Rồi chỗ này thì đập cái cục này ra luôn mới lên trên được. Không có cái sản cho nên nó khổ sở gì đó. Sẽ đập bằng tay luôn. Sắp tới chắc phải đầu tư cái cây sẻn rồi. Và để cái giường ở đó đi các bạn. Ở phía đây lại có thêm một cái căn nhà nữa nè. Căn nhà giống giống cái căn nhà của phù thủy nha. Nhưng mà lên trên đây khám phá trước đã. Trong cái series lần này nhiều thứ để khám phá quá cho nên là
hơi bị cuốn trong cái công việc đi khám phá nè, đi đụng cái căn nhà này hết tới căn nhà kia. À, trước này thì có nhiều cây quá cho nên sẽ dọn dẹp bớt lá cây đi, rồi vô phía bên trong luôn. Wow, căn nhà này cũng được nè, có giường luôn hả, đánh dấu điểm hồi sinh ở đây luôn một cái. Ở trong này thì nó hơi tối nhưng mà mình không có đem theo, không có đem theo cái cây đuốc rồi. À, mình có thang đúng rồi, đây đây, quên nữa, mình có thang mà mình không để ý trong người. Ai à, thắp sáng ở đây luôn nhá, thắp sáng đây lên luôn, đi tới đâu mà thắp sáng tới đó. Ở trên này thì bạn nhện không vậy? Rồi luôn, có thể có tổ nhện trên này nè, biết ngay mà, xuất hiện con nhện liền. Rồi khoan đó, mình ăn cái đã, ăn cho no cái, mình phải lên trên này mình tiêu diệt cái ổ nhện trên này cái. Phải có ổ nhện đâu? À, không có ổ nhện, chỉ có rất là nhiều bạn nhện trên này thôi, chứ ổ nhện thì không có rồi. À, mình sẽ dọn dẹp ở đây thử xem coi. Cái này là cái phần ở trên nóc nhà nè các bạn, nhìn thấy nó chén xéo là biết rồi. Nóc nhà này nó có một cái ống xối ở lên phía bên trên, đúng không? Nhìn cái thiết kế này là biết rồi. Trong này thì không có rương gì hết ha. À, chập 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 này, này, này. Trong này có cái rương nè. Wow, có lưỡi hái hả? Oh, lưỡi hái. Cái kiếm này của mình với cái lưỡi hái thì cái lưỡi hái đam nó cao hơn XP. Ui, nó cộng thêm XP nữa hả? Được. Có cái lưỡi hái ở trong này nha. Có thêm cái túi hạt giống nữa nè. Và trong này thì đồ linh tinh trong này thôi, có sắt đem theo. Chắc là mình sẽ đem xuống phía bên dưới mình sử dụng cái căn nhà này luôn, để mình làm cho mình cái căn cứ, cái chỗ mà chú ẩn tạm thời đó các bạn, ở đây luôn nha. Đó, mình sẽ để những cái đường ở phía bên dưới này nè. Đó, phía dưới này thì nhìn, ui, nhìn đây cũng đẹp ha, cũng được đó các bạn. Cho nên là mình sẽ làm cho mình mấy cái đường để mình chú ẩn tạm thời ở đây cái đã. Trong giai đoạn đầu này có được cái chỗ này thì cũng ổn. Và cái này là cái đường đó hả? Ờ, cái đường này nhìn lạ quá vậy. Thôi mình sẽ làm bằng cái đường này đi. Đó, làm được ba cái đường luôn. Đặt mấy cái đường ra đây. Đặt cái đường ở phía bên trên đi, mình sẽ treo cái đường ở trên tường này nè. Đó, phía bên đây thì khi một cái đi. Chỗ này như một cái lò ha, có lò nung luôn nè, để nấu thức ăn luôn, xịn. Và cất hết đồ vô trong này đi. Mình có thể nấu được thức ăn nhưng mà không có thịt để nấu rồi. Cho nên là mình sẽ bỏ sắt vô trong lò để mình nung luôn nha. Đây, ở đây có gì thì nung bên đó đi. Ở trên thì có đồ mình sẽ đem xuống phía bên dưới bớt. Trong nhà có dưa hấu nữa nè, có rơm nữa. Hay đập mấy cục rơm ở đây luôn. Mấy cái kiện rơm này thì có chế tạo ngược lại được không? Chế tạo được ngược lại được luôn nè, ngon. Chế tạo được ngược lại là mình sẽ có thêm được bánh mì nữa. Bánh mì trong cái bản mod này không biết là có thể nấu được không ha. Nếu mà nấu được đó các bạn thì mình sẽ nấu lên cho nó xịn hơn. Kiểm tra thử xem coi. À, công thức chế tạo bánh mì nè, nấu lên thì không được nhưng mà có thể sử dụng nó để làm kẹp thịt chuột hả? Ồ, vậy trong bản mod này có bản mod ráp hả? Đâu đâu mình coi thử nha. Ráp vậy là mấy em chuột có sắp sửa quay trở lại với mình nữa rồi. Trong series Rebirth lần nay mình đã sử dụng tới em chuột rất là nhiều. Và trong bản mod này thì cũng có nữa nè. Thôi có bản mod chuột nha. Bản mod chuột này thì coi coi có cái nào đào tự động. Ui có may nè các bạn. Ui trong Rebirth lần nay mình không có cái bản nâng cấp này nè. Nó bị cắt đi cái bản nâng cấp này. Nhưng mà trong cái phần trên này thì có. Vậy là sau này mình sẽ cố gắng tìm mấy cái em chuột các bạn. Nó sẽ giúp cho mình đào được khoáng sản tự động luôn. Ngon nha. Rồi mấy cái này nhìn rất là lạ nè. Cái này là bản mod của phiên bản 1.16.5 cho nên là nó sẽ có thêm nhiều thứ mới thêm nữa. Rồi, nhiều thứ mới lạ quá. Mấy cái này thì mình cũng chưa biết nữa. À, cái con này là một trong những con dưới địa ngục nè. Nhưng mà nó giúp cho mình có tính năng gì cho mấy em chuột thì mình cũng chưa biết nha. Cái này tăng speed lên nè, tăng máu, tăng giáp các kiểu. Và cái này hình như là đâm nè. Ui, biến con chuột thành con quỷ luôn các bạn. Ghê vậy. Và nó có 40 trái tim. Ôi ghê vậy. Mình nhớ là có bản mod biến con chuột thành con rồng. Đây nè, biến con chuột thành con rồng nè. Nhưng mà chưa thấy cái này nha. Cái này là lần đầu mình nhìn thấy nè. Còn mấy cái này nữa. Ngon ngon. Sau này mình sẽ làm một cái người huấn luyện chuột luôn. Ở đây thì mình đánh dấu rồi. Phía bên dưới thì có đồ như trong này luôn. Mình sẽ sửa soạn đồ của mình lại cái đã nha. Và mình có mấy cái cây chốt này, cây chốt này che nè. Mình sẽ đem ra phía bên ngoài để mình trồng lên nha. Sau này mình sẽ có thêm cái phần que rồi những cái cây này. Và cái giường của mình ở phía bên dưới. Mình sẽ xuống phía bên dưới để mình lấy cái giường để mình mang theo. Và tiếp tục qua phía bên kia để mình khám phá luôn. Mình thấy gần cái căn nhà này của mình đó các bạn. Thì có bên kia đó, nó có một cái căn nhà của phù thủy. Cho nên là qua phía bên đó để khám phá luôn nha. Đây, đi thẳng qua phía bên đây luôn. Ở đây thì chỉ có mấy con nhện thôi. Đi lanh quanh nhưng mà mình vẫn chưa thấy mấy con chuột ha. Mấy con chuột chắc là phải xuống với mấy cái hang rồi. Mấy cái hang thì khám phá sao đi. Còn phía bên đây thì có một cái con bọ ha. Bọ hay con kiến, chắc là con kiến rồi. Thôi, kiến mình không tấn công ở đâu. Phía bên đây thì cũng có một cái giếng nước nữa nè. Và trên này thì đường đi lên. Đây rồi, trong này nha.
Cầu thang sắn nhìn rất là quen thuộc luôn nè. Đây có phải là căn nhà của mấy ông phù thủy hay không? Thì lên trên này để kiểm tra thử. Ai? Trên đây là một cái căn nhà của mấy ông phù thủy vậy. Trong này có đồ nè. Ok, lấy hết đồ luôn nha. Ui, ui, cái gì vậy? Oh my god. Ôi, mấy con nhảy bạc xuất hiện. À, khi mà mình lấy đồ trong đó thì nó sẽ bị, cái đường nó sẽ bị nổ. Mình đâu có thấy TNT đâu, nhưng mà cái đường nó vẫn tự nổ luôn. Mà trong cái bản mod này khi mà TNT nổ thì cũng không có âm thanh ha. Đập block cũng không có âm thanh nè. Mà khi nó phát nổ thì nó cũng không có tạo ra âm thanh gì hết luôn á. Không có nghe cái tiếng xèo 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 gì hết. Và nguyên cái căn tháp này nó đã đi luôn rồi. Vậy là cái căn tháp này nó như một cái bẫy vậy đó các bạn. Ôi ôi, lấy xong được những cái quyển sách này nè. Ebit này nè. Quyển sách này không có mở lên coi được ha. Mấy cái quyển sách này không biết để làm gì đây. Nhưng mà không có mở lên coi được. Xem công thức của nó thì chỉ có thể chế tạo được thôi nè. Nhưng mà nó không có làm gì được hết à. Nâng cấp từ trong cái bàn nghề của mấy anh dân làng này các bạn. Còn cái này thì có thể coi được công thức chế tạo ra được nó thôi. Chứ còn sử dụng thì chưa sử dụng được ha. Không biết công dụng gì đây. Bạn nào biết thì có thể bình luận cho mình biết nha. Và làm được cái cung nè. Sách enchant luôn à. Sách enchant chữ màu vàng luôn các bạn. Nhìn nó lạ ha. Và trong này thì có hai cái túi nè. Đánh từ con nhảy bạc. Và sẽ mở ra luôn. Ui được cái sáng rồi nè. Được táo vàng luôn. Mở mấy cái túi này ra đa phần là được mấy cái đồ vàng vàng thôi. Và xung quanh đây thì mình kiểm tra bản đồ thử coi. Ở trong này thì vô trong khu rừng rồi nè. Phía bên trên đây là sa mạc. Hồi nãy mình đi nè các bạn. Đó sa mạc rất là rộng luôn. Phía bên đây là ngôi làng lúc đầu nè. Còn trong này hình như là có một cái khu vực giống sa mạc nữa nè. Nó có sự kết hợp giữa đất với lại cát ở trong này. Nhìn hay nè. Chắc là mình sẽ vòng qua phía bên đây để mình lên trên này mình khám phá thử trên này một cái nha. Rồi xuống phía bên dưới cái đã. Mình sẽ ghé qua bên nhà của mình. Mình cất bớt cái quyển sách enchant vô cái đã. Rồi sau khi mình dọn dẹp đồ xong đó các bạn, thì mình đã đến được cái khu vực có sự kết hợp giữa đất với lại cát ở phía bên đây nè. Nó kiểu như một nửa sa mạc và một nửa là thảo nguyên đó các bạn. Cho nên là nó sẽ có đất kết hợp với lại cát ở phía bên đây. Nhìn khu vực này rất là hấp dẫn ha. Nó bằng phẳng và phía đằng trước hình như con rồng phải không? Hay là bộ xương rồng? Hình như là bộ xương rồng phía bên đây rồi. Để mình vô phía bên trong này thử nha. Mà bên đây thì có thể tìm thấy được những con sư tử giống hồi nãy nữa nè. Mấy con sư tử đó thì thôi chắc là không đánh nó nữa đâu. Hồi nãy đánh nó lấy được cái nón là mình thấy ngon rồi các bạn. Không biết là có lấy thêm được cái áo hay không nè. Mà phía đằng trước mình thấy có con gì á? Ma sa mạc à. Wow, mình sẽ sử dụng lưỡi hái để tấn công nó luôn. Ủa sao nó chạy không vậy? Chạy đi chứ. Ui, hai con luôn à. À, nó làm phép. Rồi, con này cũng dễ. Chém một vài phát thôi là xong. Đi đai vào phía đằng trước. À, là một trong những con chim bay bay thôi, chim khổng lồ á. Và phía đằng trước thì có mấy hình như là cái nghĩa địa thì phải. Bên đây thì có những cái cục lin này, cục lin thì có thể làm được gì đây? Nó có thể, ui, có thể làm được mấy cái dùi cui này các bạn, ngon vậy. Làm được dao nè. Được nha, à, làm được bản mod nâng cấp chuột nè. Ừ, các bạn mod nâng cấp chuột trong này và có cái cây này mình thấy ngon nữa các bạn. Và mình có được hai cái rồi ha. Vậy là cần phải đi tìm thêm thôi. Mình có thể làm được cây dùi cui luôn á. Ở phía bên trên thì có mấy con này là con hình như là con gà điểu hay gà lôi gì đó. Gà điểu chắc là phải bự hơn rồi, con gà này hơi nhỏ. Ở đây thì có một cái nghĩa địa, chắc là của cái hồn ma hồi nãy rồi. Vào phía bên trong này luôn. Ui có nè. Có con hoa quy đờ. Ở đây thì có flin, lượm thêm một cái nữa. Mình cần thêm một cái flin nữa thôi. Ừ, trong này có bông hoa quy đờ nữa nè. Cái gì vậy? What? Hết hồn. À đây rồi. Nó tấn công mình nó bị mất máu các bạn. Nè. Ủa con ma nó đi xuyên block luôn ạ. Ghê vậy. Xuyên block nè, chết luôn. Mấy con ma không có rớt gì hết ha. Chơi trong này coi. À, trong này có rương nè. Ủa sao? Ui, cái gì vậy? Rồi mở cái rương ra nó sẽ xuất hiện ra. À nó canh giữ cái kho báu ở trong này rồi. Đây rồi, tấn công luôn. À có mấy con nhảy bạc nữa nè. Ủa nó xuất hiện hấp ẩn hấp hiện quá. Mấy con này ghê quá. À mấy con nhảy bạc. Nếu mà nhảy bạc là nó là những cái block của cái căn phòng này nè. Rồi mình sẽ vô trong này mình nút nhanh nha. Ủa không có gì hết vậy. Trời ơi không có gì hết là mình mở cái rương ra ngoài. Mỗi lần mở cái rương thì sẽ chịu hồi được con ma và đánh đó. Thì mình sẽ có được điểm kinh nghiệm. Rồi con này sao trâu dữ vậy. Lấy cái rìu ra bổ cho nó nhanh nha. Đâu rồi. Nó bị mất tiêu luôn rồi ghê quá. Rồi đi tiếp nha. Qua phía bên đây mình thấy có bộ xương này các bạn. Đúng rồi bộ xương. Phía bên đây bộ xương này chắc là bộ xương con rồng cấp 5 luôn hay sao á. Nó bự lắm. Mình sẽ lấy tay không. Cái gì vậy? What? Một con dead worm từ ở phía bên trên rớt xuống phía bên dưới.
Rồi sẽ lấy bộ xương này luôn nhá. Đây, lấy bộ xương này luôn đi. Bộ xương này chắc là rồng cấp 5 rồi. Đúng rồi, rồng điện. Ô, rồng sấm sét các bạn. Rồng sấm chớp cấp 5 luôn nè. Ừ, vậy là mình phía bên đây có thể tìm thấy được mấy con rồng sấm chớp rồi. Mình sẽ đi ngủ một cái. Và phía bên kia thì mình thấy có con Deathworm. Mình sẽ qua phía bên đó để chơi đó luôn. Tấn công hết mọi thứ trên đường đi của mình nhá. Rồi, ngủ cho trời sáng và lấy lại cái giường luôn. Con Deathworm này chắc là cũng dễ thôi. Đâu rồi? Sau khi ngủ trong xong trời sáng thì con Deathworm nó mất tiêu luôn rồi. Mình mới thấy nó phía bên đây và phía bên kia mình thấy hình như là có một cái ngôi làng bộ tộc mặt trời thì phải. Có cái ông phía bên đó đó bạn. Nhưng mấy ông đó sử dụng cái chiêu ánh sáng của mình ghê lắm. Mình mà tấn công như bây giờ mà không có cái mặt nạ đó thì cũng hơi khó, cho nên là thôi mình nghĩ là mình nên quay xe lại nha. Chặt cái cây trên này để mình làm cây mình cái dùi cui luôn nha. Ở đây làm cái dùi cui luôn đi. Đó, có được cái được cái cục gỗ này, tưởng đã không được chứ. Rồi chế tạo cái dùi cui luôn nha. Dùi cui hồi nãy mình nhớ là công thức nó sẽ như vậy nè. Mình sẽ làm bằng tay luôn đi. Đó, ngon lành luôn. 22 đam. Tốc độ thì hơi chậm chút, cho nên giờ nó qua phía bên đây nha. Rồi được rồi. Chặt được cục gỗ là được rồi. Cái cây đó muốn chặt cho nó gãy chắc là cũng hơi lâu luôn á. Cho nên là thôi, đi tiếp thôi. Bây giờ thì đặt cái giường ở đây nha. Đánh dấu điểm hồi sinh lại và cầm cái cây dùi cui để tấn công vô luôn. Đây rồi, hello hello hello. Đó, nó chạy ra kìa. Đập cho một cái nè. Wow, đập một hit đi một con luôn kìa. Ủa, cái dùi cui này mạnh ghê luôn á. Một hit một con, một hit một con. Và đây thì có thêm nữa nè. Mình đã có được cái mặt nạ nè hả? Phan. Lui đi. Mình có được cái mặt nạ rồi cho nên đeo lên luôn. Đây. Ok. Sau khi có cái mặt nạ xong thì nó trở nên thân thiện với mình. Ui, đâu có tấn công nữa đâu. À, có con Deathworm trong này nè. Mình sẽ giúp tụi nó tấn công với con Deathworm này nha. Và cái dùi cui thì sao nhanh hư quá vậy. Cái dùi cui này bằng gỗ cho nên là rồi hư luôn rồi. Lượm được một đống đồ của con Deathworm luôn. À, cái dùi cui bằng gỗ cho nên là đánh nó cũng nhanh hư hơn nha. Và lên nó bằng gỗ á, cho nên là rất là nhanh hư. Và đây là, đây là ông chùm đây các bạn. Đó, ở trên này nè. Ông này sẽ giúp cho mình có những cái búp. Mình sẽ leo lên phía bên trên luôn nha. Đây. Ông này có cái bụng như cái trống này đó các bạn. À, mình cần có 7 khối vàng thì mới có thể mua được một cái búp. Đổi được một cái búp nè. Chainer. Đổi được một cái búp. Bây giờ thì dạng của mình làm gì có nên nhiều mà đói. Cho nên thôi, đi xuống phía bên dưới nha. Vậy là bộ lạc mặt trời cũng đã được mình làm quen và thân thiện rồi. Lâu lâu thì ở đây nó hơi lắc một chút. Cái mod thì nó nặng quá các bạn. Trên này có thịt nè. Có thịt mà cacao, có xương hả? Đem về luôn. Và mình nghe có tiếng trống. Ui, ăn cấp độ. Ăn cấp độ bị phát hiện rồi. Oh no. Ăn cấp độ bị phát hiện. Chạy. Oh my god. Mình có đeo mặt nạ nè. Nhưng mà ăn cấp độ vẫn bị phát hiện. Vậy chạy thôi các bạn. Đem cái giường và giọt thôi. Ở đây thì mình đang trên đường qua bên, quay trở lại với ngôi làng cũ đó các bạn. Để mình lấy lại đồ mình đem bên căn nhà mới của mình. Thì mình phát hiện ở phía bên đây có một ông quấn huyện chuột ở phía bên đây nè. Đó, nhưng mà bây giờ thì mình chưa có phô mai để mình dụ mình bắt cái con chuột này các bạn. Nhưng mà cái ông này thì đang lủi trong bụi cây và tự sát kìa. Ui, đây rồi, bản mod chuột ở đây rồi. Nhưng mà ông này là ông chuyên gia về quấn luyện chuột. Và ông ấy thì đang tự sát. Đang bị mấy con chuột, dẫn mấy con chuột vô trong cái bụi cây. Và dưới này thì ông ấy spawn ra cho chỗ này nè. Mình đang trên đường đi, mình quay trở lại với ngôi làng hồi nãy mình cất đồ đó các bạn. Để mình lấy hết đồ qua phía bên cái căn cứ mới thì của mình. Phía này thì mình thấy ông này. Ông này đang rò chết luôn. Đó, mình chờ đợi nha, vô trong này để lượm đồ thôi. Đó, con chuột này sắp nó sửa cũng chết luôn rồi. Mình sẽ lượm về nha. Đây, thịt chuột này mình có thể làm được bánh mì kẹp chuột đó các bạn. Một món ăn hấp dẫn nha. Đó, hai cái nè. Nhưng mà đem về nấu lên, nướng lên mới làm được bánh mì. Và mình sẽ quay trở lại với ngôi làng cũ. Mình mới vừa làm cho mình một cái cây cào đất các bạn. Cây cuốc cào đất. Mình quay trở lại ngôi làng cũ để mình lấy cái phần hạt giống hồi nãy mình có ở trong cái giường á. Rồi sau đó thì mình đem qua bên cái căn cứ mới của mình để mình làm một cái khu ruộng. Mình trồng những cái cây như là lúa mì đó để làm bánh mì. Sau này còn đi phiêu lưu khám phá nhiều nữa. Rồi mình mới vừa qua ngôi làng lấy đồ hết về rồi nè các bạn. Đó, đồ của mình thì bỏ vào trong này hết rồi. Mình có thêm hai cái thịt chuột nữa. Cho nên là sẽ bỏ vào trong lò này để mình nấu lên nha. Mình sẽ lấy một ít ít gỗ ở đây để bỏ ở trong này để nấu lên nữa. Lát nữa mình sẽ có thịt chuột nướng nha. Bỏ gỗ thêm trong này đi. Rồi mình sẽ lấy phần hạt giống ra. Hạt giống thì mình bỏ trong mấy cái rương trong này nè. Lấy ra luôn để mình chuẩn bị trồng cây. Trong này mình nhớ là mình có cái xô nước.
Và bây giờ thì buổi tối rồi, mình sẽ hấp sáng ở đây một cái cửa nhà của mình sáng lên nha. Đóng cửa lại cái nè. Rồi hấp sáng luôn, có cái em rùa vô trong nhà của mình luôn đó chứ. Rồi mình sẽ lên phía bên trên để mình đi ngủ cái là sau đó thì mình sẽ ra phía bên ngoài mình làm khuôn ruộng. Nhưng mà trước khi làm khuôn ruộng thì mình sẽ làm thử một cái bánh mì kẹp thịt chuột luôn nha. Nãy vô tình đang trên đường đi thấy có ông huấn luyện chuột, ổng để mấy con chuột của ổng bị chết, thế là mình lấy được nè. Đó, cộng 3 thức ăn đúng không? Và khi mà mình chế tạo từ cái bàn nè, chế tạo thì thử xem coi. À, bàn chế tạo hồi nãy mình bỏ nó vô trong cái rương thì nó ở phía bên đây rồi. Đây, lấy ra luôn để sử dụng nha. Bấm một cái bánh mì thịt chuột luôn. Đây là các bạn, bánh mì kẹp thịt chuột nè. Cái này là làm được cái kệ nha. Và công thức thì cũng nhiều lắm luôn á. Nhiều lắm. Làm thành cái này nữa hả? À, cái đó để dụ mấy con thỏ hay gì á. Nói chung là nhiều công thức lắm. Mà có thể kẹp thịt các kiểu này nè. Nhưng mà mình có thịt chuột cho nên là mình sẽ làm bánh mì kẹp thịt chuột thôi. Đây được bao nhiêu trái đây? À, được có 2 trái thôi. 2 con chuột sẽ được ra 2 trái nha. Còn cái này thì được lên được 4 phút nè. Còn cái này được 3 phút thôi. Và hình như nó hơi lỗ đi thì phải. Mình sẽ ăn thử một cái thử xem coi có búp cho mình cái gì không. Hình như nó hơi lỗ á. Nó hơi lỗ bạn. Để con chuột mình ăn cộng với cái bánh mì á, ăn riêng ra thì còn nhiều hơn nữa. Cho nên là chế tạo xong thì mình thấy nó không ngon lắm. Và ra phía bên ngoài luôn các bạn, để mình trồng cây luôn nha. À, trồng lúa luôn. Ở đây thì nước cực kỳ đẹp luôn á. Đó, nhìn đã luôn á. Rồi mình sẽ mở rộng cái khu ruộng này ra phía bên đây là 4 ô. Mình cũng sẽ làm một cái khu ruộng bình thường thôi các bạn, để có lúa mì để trồng thôi. Và ở đây mình có cà rốt nè, mình sẽ trồng xen kẽ thêm cà rốt vô luôn. Rồi sau khi mà trồng cây xong đó bạn, thì mình cũng đã có một cái khu vườn cũng tạm ổn rồi đó. Mình còn thiếu ở phía bên đây một vài ô nữa thôi. Chắc là mình sẽ lắp vô luôn cho nó đủ đi. Đó, đủ bên mỗi một bên là 4 ô ha. Bốn ô bên đây thì đủ 4 ô chưa? À, vẫn chưa đủ nữa. Nhưng mà cái cây sản của mình, cây sản bằng vàng nó gãy mất tiêu rồi. Mà hạt giống bây giờ thì cũng hết rồi. Thôi thì cứ đập bằng tay ra tạm vậy. Cào đất lên cho nó xốp luôn sẵn để dành nha. Rồi phía bên đây thì cũng cào lên luôn. Và lâu lâu có mấy con quả nha. Không biết là nó có làm ảnh hưởng tới cái khu ruộng của mình không. Nhưng mà lâu lâu nó hạ cánh xuống á. Nhìn nó ghê lắm. Không biết nó có đánh cắp đồ của mình hay không nữa nè. Và hạt giống của mình bây giờ cũng đã hết rồi. Lấy được năm mấy con worm này thì không có được rồi. Thôi mình sẽ vào phía bên trong luôn. Hồi nãy có lượm mấy cái bộ xương rồng đó các bạn, thì mình có được rất là nhiều xương rồng ở trong này. Nhưng mà có xương rồng, xương rồng thì mình bỏ nó ở phía bên đây nè. Đó, 14 cái cộng với trong này nữa là 35 cái luôn. Nhưng mà để làm được cái đồ rồng thì mình cần phải có xương quy đờ. Những cái món đồ trong này như xẻng đồ nè. Còn cái này chắc là phải xuống biển rồi đánh mấy con rồng nước đó, cúp kiếm đồ nè. Thì cần có cái xương thì cần phải đánh mấy con gà. Cái con này là một trong những cái con gà bị đột biến gen này các bạn. Nó hung dữ lắm nha. Ở ngoài tự nhiên là nó sẽ tấn công mình á. Và nó có thể lớp cho mình từ 0 cho tới 2 cái khi mà tấn công đó. Con này thì mình chưa có gặp nó cho nên là chưa có đánh nó được. Mình mà gặp nó thì mình sẽ đánh nó để tìm đồ để mình làm cái dụng cụ bằng xương rồng luôn nha. Đây, như vậy là trong tập ngày hôm nay các bạn thì mình đã có một chuyến phiêu lưu khám phá bên khu vực sa mạc. Đánh hạ được một cái con boss sư tử, lấy được cái nón của nó nè. Rất là xịn luôn bạn. Cái nón này chắc là phải gọi là cái nón áo da đó. Đó, nó phủ ra phía đằng sau nhìn rất là đẹp. Với lại đánh được một con boss rắn nữa. Ở phía bên dưới thì mình thấy con boss rắn thì mình đánh rồi nè. Đây hình cũng đã có khu ruộng. Bản đồ của mình thì chắc là trong tập tiếp theo mình sẽ khám phá ở khu phía bên đây đi các bạn. Phía đây mình thấy có ngôi làng nè. Đó, lên trên này để khám phá thêm nha. Còn bây giờ thì do hệ lượng video của tập ngày hôm nay cũng đã khá là dài rồi, cho nên là mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy hết cái series Minecraft này của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm thật là nhiều những cái series về Minecraft cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye.